Hello các anh càng thủ, hôm nay là video thứ hai trong ngày Hồi sáng thì em có đăng đó là càng câu Anh muốn mua càng câu giá rẻ thì bấm vào trang em sẽ hiện ra nha Rồi, video tối nay sẽ là 930 cho mình Hôm nay em gửi đến các anh một lô mấy câu mới về cho mình nha Hôm nay em sẽ có nè, mấy câu bè, mấy câu ngang, câu lưu, mấy câu ikada dạng tròn, mấy phờ ly Này, Hôm nay có một con khỏa thăng nha, con uh, lỗ cơ nè Rồi, à, bên trên thì nó sẽ có là mấy câu biển, mấy câu hột vịt mấy câu đứng nha hôm nay có ba con mấy câu đứng rồi và hai con máy bên nha hôm nay có hai con mấy câu tròn của hãng bên bên mỹ và giá bên em báo cho bao gồm phí ship phí ship mỗi máy ở đây sẽ là 30 mươi nghìn nha anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho mình rồi bên em ship có toàn quốc các nhận hàng được kiểm tra hàng nha ở đây em bán hãng máy đều là mấy câu nhật bại hết nha ngày đầu tiên em gửi đến các anh một con máy tròn dạng phơi ly dạng tròn đi máy nhỏ thôi ở đây em sẽ gửi đến các anh những con máy mini nha Em đặt lên bàn tay cho các anh thấy Con này thì cái size của nó Nó to hơn những cái con dạng tròn kia Bởi vì nó là máy phở ly Cái mặt của nó to lắm Đó. Rồi, Con này các anh cũng có thể câu bè nha Con này là một con Riu riu Của Nhật này Bên đây là kim loại Bên đây là cái cối của nó Lô cối Một chiêu chốt chặn nè đó nó có cái nút đầy đủ hai chiều nè cho các anh xả dây nha còn cái bát này anh mới bẻ lại đó nè các anh có thể bẻ dọc lại cái bát này có thể bẻ lại nha bẻ ngang dọc được máy này mã số 1 giá là 90.000 số 1 90k rồi sang máy số 2 này mấy câu bè nè, mini nha những con này thì thuộc dạng tay phải hết người Nhật họ thuận tay phải nha các anh nha nè hôm nay có những con mà có thương hiệu đầy đủ cho mình con này là của Daiwa mấy câu bè mini nha mini rồi Daiwa Codonet chạy mượt mà một triệu chút chặn này thay vì các anh mua hàng Trung Quốc ở trên Shopee Lazada thì các anh mua con này mấy con này hàng Nhật hết nha đấy xả cước đầy đủ mà xả nè đó bởi vì sao bởi vì nó có sẵn cái Cước ở đây rồi em không quay ngược lại Quay ngược nó rối Nó rối cái cước này khó tháo Rồi Một chiếc chút chặn đầy đủ Có máy Coronet Của hãng Daiwa Mà số 2 giá bán 90.000 Số 2 90.000 nha Máy nhật Sang số 3 Một con của hãng Olympic Olympic Mixed Cũng là 90.000 luôn nha Ngoại hình của nó thì nó hơi mờ tí xíu Nhẹ Đây là cái nấm hạm nè máy chạy em ru luôn mấy con này máy nhỏ ra nha em vào khung hình nó hơi to thôi Thực ra bên ngoài nó nhỏ lắm nha cho các anh câu cá nhỏ câu bè nè Olympic Japan máy nhọc mã số 3 giá 90.000 rồi xem mã số 4 cũng là Olympic nè đó máy nhỏ New Mixed 4 có hình logo của hãng Olympic đây máy nhật nha đây Olympic Japan này xả đầy đủ hết đây xả cái gạt xuống là là nút xả canh nha mấy mã 4 giá 90.000 mã 4 90k mã 5 là của Shimano nha đây Shimano Demi có tem Shimano à, make in Japan nha mấy câu bè mấy nhỏ Đó, các anh có thể về câu cá nhỏ giúp em các anh cũng có thể mang đi câu uh dắng càng Icada hay là càng gì cũng được nha, càng ngắn ngắn nhỏ nhỏ là ok. Đây nó xả đây nha, này, cái nút này Đó. Đó, quay hai chiều này để xả dây. Có nấm hạm đầy đủ nha. Shimano mã 5 giá 90.000đ, 90 mã số 590k. Rồi xem mã số 6 một con to hơn nha, size nó to hơn một tí xíu. Con này của Daiwa, Daiwa Seiko. Seiko là cái tên của đồng hồ nha này này của Daiwa Codonet 10 Đó Máy ngon lành luôn Rồi. Máy quay ngon lành cho nha Một chiều chút chặn nút xả đầy đủ hết cho mình Nhẹ nhàng máy còn đẹp nữa Độ mới rất cao Đó Daiwa Seiko nội địa nhật nha Ở trên đây là cái tem thôi Có thể xé ra được nha Rồi con này máy mã số 6 giá bán 140.000. Mã số 6 140 nha. Sang mã số 7 nè, con này máy ngang cũng là câu bè luôn. Anh nào câu lu á nhưng mà lu nó bình thường thôi nha, lu bình thường thôi, đừng có lu quá bởi vì con này thuộc dạng cho các anh câu bè hay hơn. Rồi, Shimano Titanus Chino Special. Con này uh, GT 500. Hàng Malaysia xuất Nhật nha. Thăng carbon tay cầm uh, nấm gỗ một chiều chút chặn đầy đủ máy quay nhẹ nhàng luôn nha nấm hàm này một chiều chút chặn đây đây là nút xạ còn đây là cái nút hai chiều còn đây là cái nút uh, lưỡi gà đó rồi máy mã 7 giá 190 mã số 7 giá 190.000 nha máy tay phải luôn rồi sang tiếp theo một con máy câu bè có sẵn dây dù luôn nè dây dù bia dây dù này anh có thể tháo ra để câu luôn đó anh đưa về cho nó câu luôn nha còn rất là nhiều dù ở đây luôn rồi new mitkit No hai của hãng olympic con này hàng japan này đóng ra japan đây máy này nó to hơn những con size đầu tiên nha đó xả thì vẫn vậy Cùng là cái nút này ok máy mã số 8 giá bán 150.000 số 8 máy mã uh, 150.000 nha rồi sang số 9 gửi đến các anh máy câu luôn đây là máy câu luôn nha này, anh nào hay thích đánh cá lóc này tập câu cá lóc dùng những con này mấy con này nhiều người thích lắm bởi vì một phần nó rẻ chất liệu của nó thì là Hàn Quốc xuất nhật rồi. Hàn Quốc nha Odia con đầu tiên là một con đến từ hãng Tactic Enjoy, thương hiệu nha. Rồi, cá tiêu con này cao quá. Con này uh, 5.4 nha. Ngon, 5.4. Chạy bạch đạn. Lăng chi cước đầy đủ. Cối của nó thì các anh về các anh cứ gắn thêm dây nha. À, mình gắn dây dù bia vô ngon hơn nha. Đó, hoạt động ok, lăng chạy đầy đủ. Xạ thì rất là nhẹ luôn. Máy màu xanh đen mã số 9 giá bán là 220. Con này số 9 220.000. Sang số 10 nè. Đó một con xanh lá cây nha. Một dòng lông cát đây, cụ hạng Queen Coron nè, con này. Xuất xứ là Kodia xuất thị trường Nhật. Đó. Phúc xạ đầy đủ luôn. Mấy con này hoạt động là tốt, bình thường hết nha. Bình thường hết em test đầy đủ rồi. Còn tháo thì em chưa tháo đâu. Máy mã 10 giá 260, con này mã số 10, 260 nghìn, về mình vệ sinh lại thêm nha Mấy cái góc cạnh ở bên trong nó có dính bụi, canh về canh rửa bằng nước hơn giúp em Rồi mã 11, một con xuất xứ nè, China xuất nhật nha Con này thì vòng tu của nó là 5.1, cước 3 canh vào là 100 mét nha Đây, ngoại hình đẹp, kiểu dáng ok, Đó. đến từ hãng OGK xứ của nó môi trề này, rất là to đây là hàng nhật bại đã qua sử dụng nha còn đẹp đẹp để cho mình luôn đây là bật bằng tay nha còn đây cái nút này là tự bật nè đó. đó nó dừng nha rồi máy cũng khá là ok kiểu dáng là bắt mắt cho mình máy tay phải nha đây trên khung hình của các anh là tay phải đây là mấy câu lu Mà số 11 giá là 250 11 250 nghìn Rồi sang 12 Một con máy khỏa thăng Các anh mua về Sưu tầm đi Con này màu nó là hiếm Màu này màu xanh Xanh trắng nha Đây Không phải là màu trắng hết nha Đây màu xanh lá cây á đó, đó. lỗ cơ lỗ khung hết một con gà khỏa thăng luôn máy đẹp nha máy còn rất đẹp này đến từ cái thương hiệu nó đây nè M nha và xuất xứ là Kodia xuất nhật nè này, này chữ Kodia nó còn rất đẹp là lỗ cơ bên trong nó quay này. đó nó quay để bánh răng này nó chạy được, con này đẹp nói chung đẹp máy hoạt động là một mà em được hết rồi con này 390 nha mã 12 390 nghìn cho cánh về sưu tầm trưng bày đều được mấy câu cá nha câu lúa đôi mã 13 à, một con phờ ly phờ ly nhật con này còn ngon lắm cả nha này nó có cái nấm hàm này, này. nấm control của nó nằm tại đây nha đó một con lucky credit đây bên trong rất đẹp đó phun hợp kim luôn đây nha đó phun hợp kim đổi tay quay trái phải được đây cái nấm hàm này đó, nó hàm nó hàm vào trong đây cán đổi tay quay trái phải được nha coi hoạt động nó kêu nè Đấy, máy ngon lành nha mã 13 giá 330.000 13 con này 330 rồi tiếp theo nha Cái này thì uh, em sẽ đo đây em sẽ đo kích thước cho nên mình dễ uh, nhận biết có máy này là một con của hãng Olympic nó thường uh, cho mình uh, câu ikeda nha cái câu uh, bề bè sông bề biển á đó, mấy cái này mấy ngang à, mấy tròn chứ xin lỗi mấy tròn ngoại hình của nó hơi uh, cụ cũ tí xíu cho nhé cái này có thông số là 8,5 phẩy năm cm còn cái phần cối của nó là 4 cm nha dạng ikeda cho mình đó đây là cái nút xạ nè đó cái bóp xạ nút đây bật lại là ok một chiều chút chẳng thoải mái con này em quên nên không không biết nó có đổi được tay trái phải không Nhưng mà hiện tại nó nằm bên tay phải nha vậy không có tháo máy được đó nó nguyên vẹn vậy có hai chiều có một chiều chốt chặt dạng y cái đa đó các anh nhá anh đóng cá anh hạ bằng cái tay này các anh lấy cái tay các anh hạ vào đây nè rồi máy này mã 14 giá sẽ là 190 000 nha 14 190k vẫn hoạt động bình thường rồi sang mã 12 nè con này máy nhỏ lắm cả nha đây Ikada Viking nhỏ của hãng dawa Daiwa đó này rất là nhiều anh thích đây Daiwa Viking ST44 đổi tay quay trái phải được con này bán 600 rưỡi nha đây là hàng nội địa Nhật bạn 650 nghìn các anh có thể đổi tay quay trái phải được nha đây đổi ở trong đây đó ở bên trong đây cái về cái <laughs> vệ sinh lại với bên dính mở dính được đợi ở đây nè anh tháo con ốc này ra lặt được cái này lại bên trong nó có cái viền màu đỏ ở ngoài đây viền màu trắng nha rồi máy đai ba viking mã 15 giá 650 nha cước đây cước 3 100m cước 4 75 cước 5 là 60 nha sang mã 16 nè Em gửi đến các anh một con máy. Anh có thể câu dứt hay là câu ngâm, ngâm sông, ngâm bè, ngâm ngâm bè, biển đều được nha. Con này rất là đa dụng. Con này ngon, con này sẵn dây dù bia luôn quá tuyệt Em không tháo luôn nha, em không tháo bán lẻ đâu. Em bán giá theo tình trạng của máy luôn. Con này lúc trước bán 450 luôn á. này sẵn dây dù mà bán 390 luôn nè. Này. này là một con máy của hãng Suzuki. bề ngang của nó là gần 8 cm còn bề đứng của nó thì 6 sen nha Suzumi đó nó chạy Ghi control được các kiểu đây này tiếng Anh này em không biết dịch máy này ngon sẵn dây dù bia cái về cánh dùng máy rất là mượt nha dây này đó nút xả đầy đủ hết cho mình luôn đây ngoại hình nó đây có mấy cái điểm xấu thôi nói chung là máy đẹp rồi nha máy mã 16 giá là 390 con này 16 390 nghìn máy của Hàn Quốc nha cái thằng bên trong của nó là kim loại nha chính giữa này nè cái khung này nè rồi tiếp theo con này câu lưu nha câu lưu rất ngon lưu lóc lưu chạm thoải mái luôn máy tròn dạng tròn thì size của máy tròn câu lưu thì nó bằng nhau hết rồi em không đo nha Hôm nay là một con Vision của hãng của hãng Pinnex đây, này. Và xuất xứ của nó sẽ là Korea nha. Này nó ghi ập Korea thôi. Còn không phải là chữ in Korea. Xuất xứ thì em cũng không biết tiếng Anh đây. Rồi, lăng thì màu vàng này Máy thì còn khá là đẹp sáng ở bên này. Con này chạy 4 bạch đạn, vòng tu là 5.3 nha. Có thắng ly tâm này. Đấy, máy chạy rất mượt máy tay phải ra nha con này là toàn thân hợp kim luôn mã 17 giá bán là 600 rưỡi máy 17 650.000 nha bên trong ngóc cách cái anh vệ sinh lại giúp em nha <laughs> 17 sáng 18 nè con này dạng đời thấp hơn nhưng mà độ mới cao nha đó con này hôm qua em chưa tha chưa có quặn cái côn thôi đó quặn cái côn lại nè quay đất mượt luôn Đấy. Đây là một con đến từ hãng Daiwa. Daiwa Datio là 4.9 nha, hàng nội địa Nhật Bản. Hàng Daiwa bay Daiwa Million. Hàng Japan. Xạ đầy đủ luôn nha. Hai bên đều có nấm hạm đầy đủ. Nó bằng nhau với con kia nha. Đấy, bằng nhau có thể câu lưu câu ngâm sông ngâm bè đều được nha những con này rất là ngon rồi mấy tay phải luôn mã 18 giá 750 nghìn 18 700 được rồi sang 19 nè con này nó bị lội cho nên em bán giá rẻ cho anh em mình về dùng nói chung là quá rẻ luôn á đây một con máy ngang của DUB. ở đây nó bám đắt bụi bậm dính cứng canh về canh chịu khó chùi với bạn nha con này toàn thân là carbon và nó còn pin đồng hồ nha đây pin đồng hồ còn 700m là sẵn dây dù bia luôn ở đây dây dù đây rất là nhiều em không tháo luôn nha em bán giá với tình trạng máy đây cái nấm mà khế này nè năm cánh ngôi sao này nó bị bệ canh về cánh có thể là có linh kiện á mình gắn vào nha mình tháo ra mình lắp cái khác vào đó em bán giá theo tình trạng máy là hai trăm rưỡi thôi hai trăm rưỡi cho cái dù cho giá dù thôi nói chung là mua dù tặng máy <laughs> đây máy nhật nha này hoạt động này rất là bình thường đấy nút hai chiều có nút xạ có luôn máy rất là ngon nha nó nhìn ngoại hình như vậy các anh xem chưa tháo luôn á máy mã 19 250 nghìn qua nhanh luôn đó. em đo kích thước của nó cho các anh biết nha đây con này ngâm sông ngâm biển đều được hết nè. 9cm còn phần này là hơn 7 cm nha. Rồi tiếp theo một con nữa. Con này thì ngang của nó là 7,5 cm. Còn dọc của nó thì nó khoảng là 7 cm nha. Tầm đó thôi. Con này của hãng Ryobi. Trung hạn với con kia. Alex XS500. Chạy 3 bạch đạn. Đồng hồ vẫn có luôn. 500 m Giặt sẵn dây dù bia rất là nhiều. chắc đầy luôn. Và con này cũng vậy. Nó thì nó không bị phải bị bể nữa. Mà nó mắc luôn nó rơi đi luôn nha giờ cái cái khế cái khế này nè đây cái khế này nè các anh nha đó rồi máy hoạt động bình thường bởi vì nó nhiều nhiều dù quá cho nên nó 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 cấn nha Anh có thể về tháo dù ra mình câu lục câu đồ đây đều đều được dù này quá hợp lý luôn hàng ban nha bảo 20 giá 200 rưỡi 20 250 nghìn mua dù tặng máy <laughs> Rồi sáng mã 21 vừa đến cái một con máy cũng khá là thú vị đây. Này uh, ngang là 8,5 cm. Dọc của nó thì ngắn, nó kiểu dáng của nó ở đây nó dài hơn 9 cm. Con này là của hãng Daiwa Million ST40. Daiwa nha. Bên này mắc cái tem này, đó, mắc tem. Hàng Nhật đây, đóng chữ ra 3 phần này. Còn đẹp luôn, phần này còn đẹp. Ở đây có một cái lọ đó máy về nha Lại qua con này quay còn mực mà luôn á nhẹ nhàng tình cảm hai chiều xả đầy đủ luôn rất mượt nói chung máy hoạt động còn còn tốt đây có lăng chi cước đầy đủ máy ngang nha Đây, mã số 21 giá là trăm 220, 21 220.000 mươi 22, một con Japan nữa. Con này là một con New Dozuki 300 của hãng Olympic. Chiều dài gần 6 cm ở đây. Còn ở đây dọc thì nó hơi hơi dài. Dọc là 8,5 cm. Máy cối nhỏ không cần lăn chi cước nha. Vào dây rất đều. Nút xả đầy đủ. Hai chiều đầy đủ luôn. Đó, Ok. mấy mã 22 giá bán là 300 nha. 22 giá 300 000 23 gửi đến cái một cây con Viking. Đai qua Viking nên bán rẻ con này luôn nè. Con này mắc cái tem ở đây thôi. Đó. Rồi. Đai qua Viking. Con này size to nha. Con này hình như Đai qua Viking 80 á. Size 8,5 cm. to. Đó. 4 cm hơn. Con này các anh có thể đổi tay trái phải được nha. Nó đổi cũng giống như cái con kia thôi. Các anh lật ngược cái này lại nó màu đỏ và màu trắng. ở đây nút xạ đầy đủ. Đấy còn hoạt động rất tốt nha. ở đây cũng mắc cái đem nè. Đây cối bên trong này Khô à. Chưa thêm dầu thêm mỡ đâu. Đó, quá ok. Rồi. Máy mã 23 giá bán là 250 thôi. Cái này thường 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 người bán là không dưới 500 Rồi, 23 250 000 nha. anh nào thấy giá hợp lý thì ủng hộ em. Xem mã 24 là một con máy ben của của Mỹ ạ. À. Đây. Ben 99 made in USA. Này ngoại hình còn đẹp, sáng. Đó, rồi size của nó em đo cho các anh xem cái phần thân nè. Hơn 7 cm nha. Chưa tính phần tay quay. Phần này thì 7,5. Đó. Nhìn con máy là thấy ngon rồi nha. Thấy còn tốt rồi. Đẹp sáng. Có lưỡi gà luôn đầy đủ. rồi rồi. Lưỡi gà bật ở đâu đây? Rồi. Máy mã 24 giá bán là 650k. 24 600 được. Máy bị nha. Máy tròn to. <laughs> Rồi. Còn bên tiếp theo. Bên Jit Master No 500. USA nha. Đó. Đây rất mượt luôn. Nó nút bật tắt tiếng kêu luôn. Đó, máy đẹp nha, sẵn dây dù cứng câu biển nè. Benzit Master, con này máy mạ số 25. Size của nó là 8cm, ở đây dọc của nó là 7,5cm nha. Giá là 600, 25, 600 nghìn. Rồi, sang 26 nè, em đo chiều dài đây. Của con hột vịt này là 9,5cm nha. Con này nó đến từ Đài Loan ra nha dạng máy của nó là dạng nhựa mica hay là phíp gì đó không biết không biết chắc liệu gì đây dạng đó nha đó máy hột vịt con này tay phải coi nha tay phải bạn Đài Loan mã số 26 giá 150 000 26 100 rưỡi đây nó có nút đời rắc nha đây cái đời rắc của nó này sáng mã 27 là máy nội địa Nhật Bản đây con này máy nhỏ hộp vịt nhỏ có tay cò đai qua đội tay trái phải được luôn nè đấy đội sang đây được nha có tay cò hoạt động em mượt tay cò này bóp cái là nó xạ nha bóp cái là nó xạ có chút chặn đầy đủ đấy ngon lành Máy mà 27 giá bán con này sẽ là 290k nha. 27 giá 290.000 cho máy này. Rồi 28 một con to nè em nó xem. Nó khung nó to nè. Khung 5,5 cm nè. Dài nè. Dài cũng 8,9 cm rồi đó. Máy to đẹp lắm. Con này. Mọi hình nó rất là ok luôn. Đội tay quay trái phải được luôn nha. Đây. Lấy tu vít quẳng cái này ra đội qua luôn. Đó máy siêu ngầu luôn ít khi thấy nha hợp kim hết đó. lạnh hết kim loại nha máy kim loại quay mượt mà luôn nó nút xả đầy đủ tôi tháo ra cho các anh xem đó máy rất xịn hộp vịt nha cho các uh, câu lưu hoặc là các làm ná bắn cá nha mà số 28 giá bán 290 28 con này 290.000 nha con này là Abu Matic Đó. Rồi, Abu Garcia con này là của Thủy Điện đây nha nha 290.000 thôi rồi con tiếp theo của Shimano Shimano đến từ Japan con này máy carbon cối của nó là kim loại Shimano ở đây có cái đờ đắt nha đây đờ đắt này rất có tiếng bị gà này. và ở bên dưới này nó có cái gì đó. em không biết cái này dùng để làm gì đó, máy tay quay đôi nha máy này thuộc bên tay phải thuộc tay phải nha Nào, tay phải và máy mã số 29 giá bán con này là 330.000 nha 29 giá máy là 330 máy carbon xem 30 một con Shimano Abeto 1000 xuất xứ là Malaysia xuất nhập ngoại hình thì nó xuất sắc theo thời gian nha Đó. Lăng cước của nó còn mượt cái màu nó cũng theo thời gian thôi nha Đó, nó lăn đầy đủ dính bụi dính đắt bên trong cái đường mô binh sóng lưỡi gạt kêu máy có thể câu ISO nè câu lưu đều được thắng ABS đầy đủ luôn. Con này rất ngon, con này câu suối cũng được. Hai chiều đầy đủ, câu suối, câu bè, câu iso, câu lu, câu đơn nha. Mấy 1.000đ. Mã số 30 giá bán là 280. 30 280 000 Rồi sang 31 một con Shimano một 1000. Con này máy nhỏ nha. Kiểu dáng của nó làm nhỏ hơn nữa. Thăng carbon cối hợp kim. Xuất xứ Malaysia xuất nhập. Máy đời cao nha. Con này máy đời cao. Lăng này. Đó, ngoại hình có xứ của bên dưới. Tay quay đẹp nha. con này nó khô dầu ta nhá tình trạng nó kiểu nó khô dầu cho mình nút bật thì rất là ok hoạt động còn ok máy mã 31 giá bán là 500 31 con này 500 nha rồi xe mã cuối cùng 32 là con Shimano Nassi 4000 con này hàng Malaysia xuất nhập có sẵn nấm châm dầu nha nên có thể câu lục nè câu ngâm câu lăng C câu ba tiêu đó rất là hiệu quả nasi lăng cướp của nó này trong nó hơi cũ tí các nhá nhưng mà lăng vẫn bình thường nha lăng vẫn bình thường đó. một chiều chốt trận thắng ABS này cũng uh, câu lưu luôn nha 4.000 thì câu lưu thoải mái. Con này giá là 890.000, giá 890. Cái anh có thể đổi tay quay trái phải được. Mã số 32 giá là 890. Và em xin kết thúc video tại đây. Anh nào đặt hàng hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ zalo hoặc số điện thoại em có ghi vào màn hình. Số điện thoại của em sẽ là. 0356776692. Các anh đồng hồ em một lượt like và một lượt chia sẻ nha. Nhớ bật chuông thông báo hoặc bấm đăng ký để em ra video mới em sẽ nó sẽ hiện cái thông báo để cho các anh săn những món hàng mà các anh cần mua nha. Xin chào tạm biệt.